ngược lại nó. Mình sẽ phá bàn phím và chuột của nó bằng thủ kia 502 trên tay mình đang cầm. Bây giờ mình sẽ xây nhà nó cho nó thôi. Nó cho mình quá nhiều lần, mình tức nó lắm luôn rồi. Ok bác ơi, thì thằng Tiêu Huy 97 đang ngủ. Bây giờ mình sẽ tranh thủ lúc nó ngủ, mình sẽ đi phá hủy bàn phím và chuột nó bằng ổ kia 502 của mình nha. Ok bác ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ keo vào bàn phím và chuột của nó. Thằng này nó cho mình quá nhiều lần, mình cay, mình tức lắm anh em ạ. Cho chừa cái tật, dám tròn tuần chị Châu. Mình rất giả. Hiện cuối cùng mình đã tròn được thằng thứ mấy. Cho chừa cái tật, dám tròn tuần chị Châu. Này, tròn tuần chị Châu. Càng cho nó mặn hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ vào chuột của nó. Và bàn phím của nó, mình rất sung sướng, mình đã trả thù được nó rồi. Ok rồi, bây giờ mình đổ hết lọ keo luôn. Các bạn ơi, mình đã đổ xong hết rồi, giờ mình sẽ tìm chỗ nào trốn, đợi nó dậy và mình sẽ xem thử phản ứng của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ đợi xem thử phản ứng của nó như thế nào. Mới ngủ dậy, ui trời ơi.
kéo bát đập luôn bàn phím chuột luôn kìa. Mày em biết cái thằng nào chứ? Sao có cái thằng nào nó lại bôi được cho 502 vào máy tính của mình là thay thật đấy nhỉ? Em nói, ui trời ơi, khó kiểu gì được trời. Đâu có khó được cái gì đâu trời ơi. Ui trời ơi, bản tính nó kêu 502 nó đứng thế này. Chơi bời gì không biết. Mẹ nhà nó. Bị gì thế ta? Bộ mẹ tao làm thế thằng nào tao chết luôn. Mẹ nó kêu gì mẹ nó trời ép thế không biết nó đổ dính đầy chuột luôn mẹ không nhấc ra được. Ui chú trẻ con thằng thằng đi nó đổ in thêm cho chuột lên trên cái miếng ngọt chuột thế này thì chơi bời gì thằng đi nó đổ chuột đập luôn cả bàn phím. Bộ ghê thằng nào vậy ta? Ê thằng kia trông má mày hả? Chị ra mày hả? Má cái thằng kia trông đứng lại không? Thằng mày thằng mày trốn vào đây hả? Má mày bước vào đây mà. Đi vào đây coi. Vào đây. Tại mày nhìn này, mày ấy mày thấy chưa? Đấy, mày bôi keo bôi ấy mà lên bàn phím tao mày nhìn trắng xóa cái bàn phím tao đi thế này này, nhìn này. Con chuột mẹ mình thấy con chuột nó dính vào trong cái miếng lót chuột không? Ôi, đứa nào chơi mất dạy cho nó dám. Mày chứ đứa nào? Mày chơi đúng không? Mày tròn ra đúng không? Không. Mày thấy không? Đấy này các bạn nhìn này. Đấy nó bôi keo 502 mà trắng xóa bàn phím của mình này này, bàn phím của mình nó còn dính xuống cái bàn luôn này, đấy. Đấy, rồi giờ sao mà dọn hả? Bây giờ mày bảo tao dọn kiểu gì? Đấy mày thấy không? Rồi giờ máy móc của tao trong đấy giờ chơi kiểu gì? Hả? Mua bàn phím mới. Mới hả? Mày làm cho tao nhiều tiền lắm mà tao mua bàn phím mới. Này các bạn nhìn này đây. Đấy, chuột với bàn phím mình nó vô con 502 cái này giờ chỉ có vứt đi thôi chứ xài kiểu gì nổi này. Nhấn này. Đấy, nhấn có phải vào phím đâu. Đấy, có nhấn được đâu. Mà bây giờ mày muốn sao? Tao hỏi bây giờ mày muốn sao? Mày muốn để tao sang tao mét bố mẹ mày. Hả? Mày đừng có mét bố mẹ tao. Chứ bây giờ làm sao? Hả? Bàn phím của tao này, anh em nhìn nó đổ keo 502 nhiều mà nó đóng thành cục luôn này. Đấy anh em thấy không? Bây giờ sao đây? Bây giờ mày muốn sao nào? Mày tin tao đập mày luôn không? Hả? Tin. Mẹ mày, mày tin là cái mặt mày còn láo láo như vậy hả? Mày tin là đấm mày không trượt phát nào luôn không? Mẹ mày, tao dớn mặt mày hả? Tao nói bố mẹ mày thật đấy, mày đừng có trách tao nhá. Được rồi, mẹ bố mẹ tao, mày mẹ bố mẹ tao, bố mẹ tao đọc tới. Mẹ anh em nhìn cái đấy, bây giờ nó kiểu như nó xin lỗi mình mà nhìn cái mặt nó láo không kìa. Mà quay mặt mày ra đây coi. Bây giờ thế này nhá. Rồi. Bây giờ tao có hai phương án cho mày chọn. Một là mày đền tiền cho tao 5 xị, 2 cái. 2 là tao mét bố mẹ mày. Rồi mày chọn đi. Có phương án nào? Không cái gì, tao không giỡn mặt với mày đâu nhá. 1 với 2 mày chỉ chọn 1 trong 2 thôi. Không mà tao mét bố mẹ mày là mày mệt đó. Rồi mày làm sao? Rồi mày muốn làm sao? Này, đấy bàn phím chuột tao mày phá mà bôi tao 502 như thế này này. Ok đây các bạn ạ, à, các bạn nhìn này thằng Tân Trẻ Châu nó dính keo 502 với con chuột với bàn phím của mình này đấy anh em thấy không? Bây giờ là chỉ có vứt đi thôi chứ đâu xài được nữa đấy. Ai giờ nông nặng mua keo 502 thế này đấy, ui ơi khiếp mày nhìn. Vẫn nhắn được nè. Nhìn cái bàn phím toàn keo 502 khiếp. Bây giờ mày đền ta đi, mày không đền ta tao qua tao mét bố mày đấy con ạ. À. Có 2 xị à? Cho mày nợ 3 xị nghe chưa? Ờ. Sau đừng nghịch ngu, đừng nghịch kiểu này nữa nghe chưa? Tại biểu hồi bữa mày cho tao. Ok thì các bạn tuyệt đối không nên bắt chước theo Tuần Trẻ Châu mà đi bô cho 502 vào đít rồi vào nói chung là vào chuột vào bàn phím của người khác nha, như vậy là không nên nhá. Rồi.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của bọn mình. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai đứa bọn mình nha. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.